chào mọi người nha. Nay đi qua cái chỗ chợ hoa Hồ Thị Kỳ. Thì ở đây có một cái thau cana bự cho bá luôn. Khổng lồ. Khổng lồ. Siêu to siêu khổng lồ. Ừ, siêu to siêu khổng lồ. Em nào ăn thì nước mắm trong cô là vậy. Là em nào ăn sao ạ? Ăn là ghiền. Ăn là ghiền luôn ha. Ừ, ăn là ghiền. Nước mắm tôm khô ăn là ghiền. Nước mắm tôm khô. Đây, nước mắm tôm khô đây. À, cái món nước mắm đặc biệt đây ha. Đó, nước mắm tôm khô đây. Đó, nước mắm tôm khô đó. À, cà na nước mắm tôm khô. Ăn là ghiền. Ăn là ghiền. Ăn là ghiền. Chắc không? Đây, cà na. Cà na nước mắm tôm khô nha mọi người. Ăn là ghiền luôn. Theo như lời chị chủ giới thiệu. Thì bán đây bao nhiêu năm rồi chị ha? Bán đây cũng lâu rồi, cũng được. Chị bán đây cũng được năm nhưng mà chị bán bên nhà nhiều. Bán trong nhà thì bao nhiêu năm? Bán ở nhà 3-4 năm. Còn bán ở đây? Bán đây cũng được năm. Một năm? À, thành ra khoảng 5 năm á ha. Cà na đây mình chế biến sao ta? Chế biến thì muối, đường. Chứ có gì đâu, muối với đường thôi. Muối với đường ha? Ừ. Trộn với nhau thôi. Ừ, ít muối, đường thôi, trộn cho nó ngon cà na thôi. Không có trái nguyên làm dập ra cho nó. Trái nguyên thì chị không có nhưng mà chị có cái này chị làm rồi thôi. Mấy đứa nó tới quay cũng trời ơi em quay trên biển. Quay tay là le hạt me. Là le hạt me rồi. Quay tay chưa? Đây chị bán cà na cho mọi người rất là dễ thương, dễ gần lắm. Chị tên gì ha? Chị tên Hương. Chị ạ? Hương. Chị Hương. À chị Hương. Đây là mối. Mớt ăn cùng với cà na luôn. Đây nó vui quay quay cái mớt này nè. Đây mày quay cho nó ngon rồi cho nó lên cho mình có tiền. Đây quay lên cho có tiền nè mọi người. Để làm, cho nó quay cho nó có tiền đó mới ớt. Đây làm YouTube một tháng tiền mấy tỷ mà. Ăn kiếm đi. Cà na đập khổng lồ ăn là ghiền. Nước mắm tôm khô ăn là ghiền. Đây cà na nước mắm tôm khô mọi người. Ăn là ghiền. Đây ở chợ hoa Hồ Thị Kỳ nha. Dạ. Đây là đối diện số 93/23 Hồ Thị Kỳ. Bây giờ không đã là à nó khác nhau ha. Dạ. Đấy, chị chủ đang đóng vào đấy, cái hộp này. Một ngày vậy là một tháo này là bao nhiêu chị ha? Bao nhiêu ký ta? Có khi nào đến 50 ký không? Không, cái đâu là không hết 50 ký, 3 bọc là có khoảng 3 mấy ký thôi. Dạ, khoảng 40 ký ha. 3 mấy 40 ký thôi. Bán hết không? Có bữa hết, bữa không. À. Không biết được, ngon thì tan hết. Dạ. Ngon thì hết, không ngon. Quay làm sao cho cái hình nó sáng giờ không cà na cũng đẹp. Mấy đứa nó quay tới tối mấy cái thằng qua đây quay hả? Trời ơi đẹp đẹp không? Trời ơi cà na đẹp lắm, nó dên lên vị từng nước mắm, nước mắm. Nó coi như lắm nè mà nó lên nước mắm cho nó quay cho nó ngon. À. Quay sao mà cho nó ngon được nó cho. Quay là đẹp lắm, em quay là đẹp tuyệt vời luôn. Quay cho nó đẹp. Cái này nó ăn vào nó chua hay sao? Em chưa ăn bao giờ. Chua chua em cứ ăn thử luôn, chưa ăn thử thì chọn chua. Chà, ăn thử nha mọi người. Này là chị chọn cho khách ăn thử. Em ăn cái món này. Chua chua ngọt ngọt ha. Tại nó vừa đường vừa muối đúng không? Vừa nước mắm đó em cứ ăn thử bỏ hết vô miệng luôn. Đây nha mọi người. Chưa ăn mà nước miếng nước mồm nước tứa rồi nữa. Đây mọi người. Một hộp như vậy là bao nhiêu chị ha? 80.000, 100.000 một hộp. Nhờ ký nha mọi người. 100.000 một hộp này. 100.000 mà có nước mắm đây. À là 100.000. Và muối là 100.000. 100.000 nha mọi người. Còn là hộp mà muối không là 80.000. Hộp muối không là 80.000. Dạ. Đây mọi người. Chua chua ngọt ngọt chát chát.
Trái cà ná này mình mua lại ha chị, mua ở đâu đây? Mình mua ở miền Tây. Dạ. Yeah. Mùa nước nổi mới có, và mùa này là không có, đã mùa này mắc. Ồ. Mùa nước nổi mới có. Dạ, yeah, mùa nước nổi mới có nha mọi người. Hóa ra là nghe dân là lâu bây giờ mới được ăn trái cà ná này. Mùa nước nổi mới có, à, hay quá ha, giờ miền Tây. Dạ. Yeah. Ai nhớ về quê hương thì ăn trái cà ná này, nói bàn cho nó hay, bỏ hết vô miệng luôn ăn thôi. À, nó ai nhớ về tuổi thơ thì ăn cà ná. Cà ná nước mắm tôm khô nha mọi người. Cái này chắc phù hợp với chị em phụ nữ hơn. Chị em phụ nữ thích ăn đồ chua. Ăn này ngon. Mọi người có thể gọi qua Grab hoặc nào tới ra đặt mua này. Phòng nhỏ vậy là cho bao nhiêu hả? Đây là 50 ngàn. Ừ. 50 ngàn. Nó ngon là nhờ cái này đúng không? Ừ, ngon nhờ nước mắm này nè. Nước mắm tôm khô ăn là ghiền. Ăn là ghiền. Cà na nước mắm tôm khô nha mọi người. Chị ăn gì chị? Ăn là ghiền luôn. Mắm muối. Cái kéo gì chạy? Dạ, chị ăn hộp lớn hộp nhỏ. 50 nước mắm tôm khô hả? Nước mắm tôm khô. Nước mắm tôm khô 50 nha. Người ta về làm chắc là không ngon được như chị làm đâu đúng không? Cũng làm được chứ sao được, do tay người làm thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà còn không quá. Quan trọng là phải làm cái nước mắm này ngon mà đúng không? Rồi, nước mắm phải ngon. Nước mắm không ngon là ăn không được nói thiệt. Chị làm nước mắm chắc là phải có kinh nghiệm bí quyết riêng đúng không? Nó mới ngon, mới nhiều người thể ăn được chứ. Đó, bây giờ thì em nước mắm dầu lên này ngon ngon. Tuyệt vời luôn. Đó là nước mắm tôm khô. À, đây nha mọi người. Như một lò nước mắm tôm khô này là bao nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn một lò. Đây. Mình 20 ngàn một hộp. Mua về mình sẽ Ăn cái gì cũng được thôi. Và đặc biệt là cóc xoài ăn được luôn mọi người. Nổi tiếng như cái nước mắm tôm khô này đây mọi người. Bán trưa 7 giờ đến mấy giờ hả chị ha? 1 giờ đến 8 giờ. Dạ. Yeah. Nha mọi người. Có thương hiệu luôn này. Cà ná đập nước mắm tôm khô này, mọi người ơi, đây có số điện thoại nha mọi người. Ai ăn thì có thể gọi số điện thoại này luôn. Ship qua Grab nào đều được luôn. Go Việt, Grab nào. Sao bỏ ớt nhiều vào làm gì vậy? Nhiều cho nó đẹp đâu cà ná chứ em, không bỏ ớt nhiều sao nó đẹp cái đâu cà ná cho nó ngon được. À à. Xanh nó ngon, xanh nó có màu đỏ nó mới ngon chứ em. À à à. À thì hả, tưởng có bí quyết gì bỏ quả ớt vào không, cho nó ngon hơn. Không có bí quyết gì hết. Dạ. Muối mắm thôi, không có gì hết. Dạ. Đây nha mọi người. Có ai đi qua chỗ chỗ chợ Hoa Hồ Thị Kỵ thì ghé vào mua cặp cà ná này. Lê Hồng Phong. Dạ. Lê Hồng Phong ha. À dạ, ở số đây là số bao nhiêu gì ha? 438-44 Lê Hồng Phong đây nè. Số dạ nhà. À. Đây có số nhà đây mọi người này. Hình như ở đây là cái thao này là to nhất rồi đúng không? Ừ, thao cụ đồ này là to nhất rồi đó. Không có thao nào khác to hơn. Chắc đây mua cà ná. Cà ná nước mắm tôm khô. Còn nước mắm này là còn có tôm khô đúng không? Có tôm khô và nước mắm. Có tôm khô, nước mắm, dấu ớt. Đó vậy nè. Wow. Nó kèo lại luôn ha. Ờ đó, dâu nó ngon. Ăn là ghiền luôn. Ăn là ghiền luôn. Ăn là ghiền luôn. Chị bán 5 năm ở đây rồi. 5 năm trong nghề. Rồi con nào là trùng chốc có đó luôn mọi người.
Dạ đúng rồi. Đây. Dạ đúng rồi. Đó. Còn thau cà na vừa cho bả nè. Cũng ngon. Thau cà na. Cái nước này là nước nước đường ha kìa. Đường nước đường. Nước đường rồi. Thau cà na khổng lồ mọi người. Mà ngon nhất là phải quan trọng nhất là cái nước mắm tôm khô đó mọi người. Còn như nếu mà không có cái đó thì cà na nó sẽ không ngon đâu. Cái đó bí quyết riêng của mỗi người chế biến mỗi khác nhau đúng không nhá? Công thức này giờ đây ở mua cả tiền triều chỉ có mua bán này, bán có khi mất nghề luôn á, không bao giờ bán luôn. Ướp cũng biết bao nhiêu người ướp là làm, biết bao nhiêu người làm nhưng mà ta ăn là ta kìm. Dạ. Cái ướp thì biết bao nhiêu người ướp, nhiều người làm nhưng mà cái này chỉ ướp là vừa ăn. Dạ. Yeah. Vừa ăn là ta ăn là ta quay lại. Không ai học được cả ha. Làm cũng được nhưng mà ngon vợ lo người ướp thôi. Đấy, cái đó mới quan trọng ấy. Ừ, ngon vợ lo ngon lo cái người mà làm thôi. Dạ. Yeah. Đây nha mọi người. Đây. Thau cà na bừa cho bà này, khổng lồ này. Ai đi qua đây à, đây này. Bánh trắng trồn, cà na đập mà có số điện thoại đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tham quan chợ Hồ Thị Kỷ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Còn ai đi qua đây ghé vào ăn ủng hộ món cà na đập rất là đặc biệt. Rồi chúc chị mua may bán đắt nha chị. Rồi ok. Đây. Không có chỗ chơi thao khủng đồ nữa, cho khủng luôn à. Thao yeah. Này nó khủng, chưa khủng. Dạ, yeah, vẫn chưa khủng. Thao khủng nữa. Dạ, dạ. Quá trời luôn.